Chào cả nhà, hôm nay mình đang ở chợ phiên của Trung Quốc, bán rất là nhiều đồ. Hai bánh màn thầu rất là一块一块一块一块，一块一块。 rất là nhiều loại. Và xem chậu hoa bao nhiêu tiền. Chấm mãi. 20 tệ một cây hoa nano đẹp. Mình sẽ đi ngắm một vòng xem nó có cái gì không nào. Trông như thuốc nào ấy, không biết là cái gì. Mình có cái bể cá, có khi phải mua con cá về nuôi. Chưa, chẳng mơ mãi. Một đôi về nuôi. Nó bán cháu cậu 50.
50 tệ một con chó. Mua một con về nuôi. 50 tệ nè. 30 năm. 5 420. 170 nghìn đồng một con chó này. Đây là rẻ hơn ở Việt Nam. 50 tệ một con. Bán đủ các loại. Đây là chợ đầu mối. Đây là bán thuốc ngứa. Mình sẽ đi một vòng xem mà có cái gì hay ho không. Chào Thùy, mua cái dìu về chơi không? Anh đi ra chợ đầu mối ngắm cảnh. Ủa khoai ý cơ. Ờ. 5 tệ một cái đắt thế nhỉ. Chị cho anh chấm mà. 30 cho. Ờ. Xem có cái gì hay ho để nghịch không. Đây là cái món gì này, trông như tương bần của Việt Nam ấy. Đây là quan gì không biết nhỉ. Các bạn chả mấy chứ không mà. 1 kg 15 tệ. Rẻ 10 tệ. Cái này hạt gì nhỉ? Hạt sen hay hạt gì? Đây là thịt nướng này, vịt quay này.
trông có vẻ hấp dẫn. Hai tám rẻ một cái. Người tệ 1,5 cân. Chị vừa nãy mua giờ phải đi vòng. Hai trăm tệ một cân sầu riêng. Rẻ phết.
cân. Bài sư dữ nghiệp 146 lẻ một quả này. Được. Sầu riêng 200 một cân, 200.000 một cân. Biết ở Việt Nam bao tiền một cân? Gần giống cái cối ở Việt Nam. Thơm đấy nhỉ. Trong cái này hạt gì nhỉ? Hạt vừng. Nhà 100k giá thế nhỉ? Anh đào này là 35 tệ một năm lạng. Chưa 15 mà. 15. À. 15 tệ anh đào 15 tệ. Anh đào 15 tệ 5 lạng.
这樱桃咋卖呀、啊？樱桃哎对，樱桃这个15，给你那块给你吧，少不少？这35。啥35一斤的？35一斤的，给你交30得了。太贵，30还贵吗？不贵。这个，我给你来个20多的，那个。20.88元，这一点还有啥的？那15，给我来这个小的可甜了，15。你买那车猴的吧，好吃。亲，你拿给我17啊，17你啊。20.8元。17呢？够了。蓝莓35，已经够了。恭喜收看20.8元。谢谢，不挣钱。20块钱的，那15特价了，20块钱的。贵了不好卖。管别管呢呀，怎么买啊？那个是这个45的35。45。45。哦，这么贵呀、啊？那个贵的吃不下秤，轻巧，一斤不少呢，不没有分量。我那么带那么难的给管呢？是我可好吃了。啊，那个是包俩吧，还是只要一点？哎，那个给你交30。嗯。有六的，还有25的，还有25的。来啊，这15个老好吃了，你尝尝。我再买点草莓吃。哎，买那个。草莓便宜。要是便宜15块钱一斤也不买草莓。anh đào đầu mùa hơi đắt một chút. Ai ý mắng của chúng nó mãi. Nhiều khoai.什么买？5块。那个10块3斤。10块3斤。啊，椰子15的，中间还有3斤的呢。我这还有好多啥呢？啊，那个15斤，后面18斤。这。你俺们小老伯在中国看他玩的。这个豆呢，金菇呢。À đây cũng quán chả. Chả có vẻ giống Việt Nam ấy. Gà. Móng hầm này. Lưỡi này.Đây là nòng này, trứng muối, đây là bán đồ khô, quế hồi các kiểu.他什么买？15块钱，来马克这儿去。我去。一样价吗？这是都10块钱一斤。这是豆饼卷，就是那个，这是那个刘大水那豆饼卷的。啊，都10块钱一斤，这是草莓的。那一样来两个吧。啊，行。行吧，一样来俩。这个50一斤。一样来两个。50一斤，这是50，这45。等会儿人他给你拿。这是紫薯的。行，一样来俩。我还有这个了。那个25。这是牛奶的。那个没有牛奶的，那个酸奶的那边那个酸那个蜂蜜加酱的。那是薄皮的，哥们。25. Hạt này là hạt thông. Hạt thông hay hạnh nhân thì chẳng biết hạt gì. 11块钱的，11块的麻烦11。
吗，兄弟？都什么买？干了，干了。